Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thay Gì đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là rắn săn mồi Snake River nhé. Và nếu anh em nào fan từ game này thì hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu video được 500 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Snake River nhé. Ok, và bắt đầu thôi nào. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng rắn với hình dáng mới, sử dụng Mecha Gold, con rồng, và mình đã kết hợp, mình đã mix màu của nó. Nó sẽ là có màu đỏ và màu trắng nên rất là đẹp. Màu trắng với màu trắng thôi cũng rất là đẹp rồi, nhưng mà chúng ta sẽ kết hợp hai màu với nhau. Rồi, ok, đi nào anh em. Let's go. Chúng ta sẽ cố gắng đi ăn thức ăn. Ủa, chưa kịp làm gì luôn, nó đã bị ăn rồi. Ở chỗ này rất là đông thức ăn, rất là lắm thức ăn luôn anh em. Ăn, có một cái đang dừng lại luôn kìa. Hay chưa. Oh my god, tiền nó giật ra một cái nhở, tí chết. May ghê, may mà không chết. Rồi ôi, đã vãi. Nhờ thức ăn đã vãi. Ok, con rắn chuột kìa anh em, cẩn thận. Cẩn thận nó lại bắn cho phát nhá. Bọn này thường là có rất là nhiều đạn trong người đấy. Bắn cho cái thì đúng rồi. What the fuck man, Việt Nam à, tôi bị bắn rồi. Chó thật sự luôn. Làm sao đấy, ở đấy. Chạy. Chơi đều ấy. Bắn mình, bắn hai phát luôn ạ. What the fuck man, Việt Nam lắm thế. Chạy. Rất nhiều đạn nhá. Tôi ăn được khá nhiều thức ăn nhưng mà vấn đề là bị đánh nhiều quá. Secrets gì đó đây. Đông thế nhở. Ôi chết rồi. Hai cục này cái. Tội gì mà không ăn ta. Có đâu, có nào chết không ta. Hiện tại là không anh em ạ. Thế nên và cái game này nó ra hơi giật rồi. Xong rồi. Trận này mà nhất được thì đúng là hơi bị đỉnh cao đấy. Bị bắn này, bị lỗi này. Ok, rồi, chúng ta đang cố gắng ăn ở trên này, không ăn à? Không ăn thì mình ăn thôi anh em. Quá là đơn giản luôn. Đơn giản như đan rổ luôn. Thoải mái đi. Nha. Thoải mái đi anh em. Ok, hợp lý không? Rồi đấy, ăn được rất nhiều thức ăn luôn bên này luôn. Tuyệt vời. Chúng ta dù bị bắn rất mạnh nhưng mà chúng ta vẫn đã kịp trở lại với lượng thức ăn cực nhiều ở bên này. Tuyệt vời, hay quá, chết rồi, có một thằng sẽ chết rồi. Cái méo gì đây? Miếu gì đây? Con này có chết không ta? Dễ chết lắm. Mấy con này nhìn cái kiểu đánh của nó rất là dễ chết luôn đấy. Thấy chưa? Nhìn cái kiểu đánh của nó cực kỳ dễ chết luôn. Và chết thật anh em ạ. Nó đi, nó len vào giữa thì đúng là ấy rồi. Sai lầm rồi. Chết này, nó quay bắn mình đúng không? Triple kill luôn, không cho thoát luôn anh em ạ. Chúng ta kiếm thêm được 1240 nữa. Và mình sẽ xem quảng cáo. Yes, vừa nãy là vừa đầu bắn mình nhỉ đúng không? Vừa bắn mình lúc đầu tiên à? Không được đâu em ơi, không được đâu nha. Từ mình sẽ cho tiếng nó nhỏ đi một xíu. Của cái game này nhỏ đi một xíu, nó sẽ hơi to. Wow, thật sự là rất là tuyệt vời luôn anh em. Hay quá. Nice. Quá là đỉnh luôn. Wow. Hay. Phải là quá hay.
mình bắt họ phải không cho vào và mình kin luôn ở bên ngoài. Anh em thấy cái màu mới đẹp không? Rồi chúng ta cái màu mới rất là may mắn và chúng ta đã được một trận nhất luôn ngay từ bây giờ. Ngay từ bây giờ luôn ạ. Rất tuyệt, rất tuyệt vời luôn. Không còn gì hay hơn nữa rồi. Battle Royale và chúng ta đang đợi mấy chục người này để bắt đầu là chiến đấu. Battle Royale, đợi thêm bao nhiêu người đây? 3, 2, 1, 0 và đã hết rồi anh em. Đã xong. Chúng ta sẽ đợi. Mình sẽ lượn vòng vòng các kiểu khắp mọi nơi. Quang trận top 1 phát nữa nhờ. Né ra. Nếu không muốn chết, để ăn tất cả thức ăn trên đường có thể. Nào, chỗ nào có đông thức ăn nhất mình sẽ đến. Tôi đến đây. Tôi đến đây. Đúng rồi. Lướt hết, ăn hết. Và hết cái ấy rồi. Hết nhấp nháy rồi. Đẹp nhờ, cái màu sắc mới đẹp thật sự. Dạ, từ lúc nãy giờ mình cũng chỉ đi quanh quẩn một cái chỗ này thì không phải không ổn lắm và nó cũng sẽ không có nhấp nháy đâu. Phải đi ra ngoài chỗ khác. Và ra ngoài chỗ khác thì rất nguy hiểm. Kìa lại fan kìa. Lắm fan thế. Rồi lắm fan thế này. Đi đến đâu cũng gặp luôn ạ. Ngày nào cũng gặp luôn ạ. Rất nhiều. Cái gì vậy? Nó định giết mình chăng? Hay như thế nào đây? Ồ, chúng ta đang ở trong trung tâm anh em ạ. Rất là tốt luôn. Hiện tại đang rất... Mất điều khiển. Thế chứ nhỉ? Đánh nhau rồi. Đang đánh nhau rồi. Ok. Không biết là như thế nào đây. 8 bit Aracona. Ok, nó vẫn quyết tâm ăn thì mình cũng ăn thôi. Đơn giản. Và chúng ta đang ở trong phần trung tâm nên rất là mệt nha anh em. Và đấy mình mất điều khiển anh em ạ. Nên là chúng ta sẽ không phải... Chúng ta ăn được rất là nhiều thức ăn luôn này. Từ lúc nãy giờ này. Đâm rồi. Thế sao mình không điều khiển được ta? Mình điều khiển quả đấy mấy quả rất tệ luôn đấy. Ui giời ơi, sao ra ngoài này? Sao ra ngoài thế này? Ui. Còn 6 người nữa mà đang đánh nhau rất là dã man ở bên này này. Ok, tinh anh em ạ. Chết rồi. Ui giời ơi, chết rồi, tinh ạ. Tinh giết mình rồi. What the fuck? Mấy trận này mình điều khiển tệ thế nhỉ? Không ổn một tí nào luôn anh em ạ. Ôi chết được cái gì đấy? Chết được cái hòm ở đâu ra này? À. Hòm này là hòm trong cái phần của con này, chính xác. Chúng ta bị đánh rất là luôn, được mỗi trận nhất đầu tiên anh em ạ. Nhiều lúc không thể điều khiển nữa anh em ơi, nó tự đâm vào luôn đấy. Chúng ta phải giữ được cái đầu nó như thế này. Rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Vào thôi nào. Đâu rồi, tôi đang ở đâu nhỉ? Đây. Từ ai không kiếm chỗ nào gọi là nhiều thức ăn nhỉ? Nào. Tạm tạm, không nhiều lắm. Thật sự không nhiều thức ăn lắm. Hơi buồn. Cá sấu có cái mũ à? Đẹp ghê ra. Có cái gì nhấp nháy? Bắn nhau đâu. Ok, không còn bắn nhau Việt Nam luôn anh em. Bắn nhau những cái con nào mà to to như thế này này. Tốt thế nhờ.
Trên này có một cái nhấp nháy này anh em. À, mình vừa thấy nó xuất hiện xong. Việt Nam rất là lắm. Thôi, stop. Không biết đã ăn chưa? Chắc ăn rồi ấy. Mình thỉnh thoảng mình không điều khiển được đâu nha, nên nhớ là như vậy. Ấy thế chưa, đâm nha rất là ngáo. Ôi đây, sao nhỉ, chuột tiếc này bị sao rồi, không hiểu luôn, nhưng mà thấy nó khá là tệ rồi, nó không mượt đi. Tốt, mình đang ở trong vòng bò, nhưng mà thức ăn nó ít quá, tận 21 người nữa. Nói còn 6 người mà còn thua nữa là 21. Quay lại đi. Đúng rồi. Úi dồi ôi. Fuck man. Xa thế. Ăn thêm một tí nữa. Ăn thêm 3 cái bánh nữa. Còn 6 người nữa anh em. Ở bên này ngoài rất nhiều thức ăn luôn này. Không dám ra ăn luôn. Đây. Anh em, anh ăn hết cái bánh này cho. Ok, hợp lý. Quả lượng lại rất tốt luôn. Tiếp tục lên đây ăn thêm anh em ơi. Trên này còn có sao ấy nhờ? Có cái nào không nhỉ? Còn. Tốt, hiện tại tôi đang rất là ok. Vẫn còn 3 người nữa. Và mình ăn đến từng cái một luôn ấy. Quay lại. Đúng rồi, hợp lý vậy. 3 người nữa. Mình ăn được rất là nhiều thức ăn ở bên này. Ôi. Đấy, cái nó cứ nhấp nhám nhổm ở ngoài kia. Nó không vào trong để mình ăn. Ôi giời ơi, thắng luôn anh em ạ. À. Nó là dễ game, dễ vãi lều rồi. Thắng luôn rồi. Hay quá.